Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, có những cái dấu hiệu cho thấy hoạt động của KTV trên kênh đang khai thác hiện nay có những cái dấu hiệu lại gặp những cái trở ngại. Mà theo phán đoán của chúng tôi, kênh chúng ta đang khai thác hiện nay có thể bị vô hiệu hóa trong một cái thời gian không xa. Đó là lý do chúng tôi đề nghị quý vị, những ai chưa đăng ký kênh KTV3 và kênh KTV5, xin quý vị khẩn trương đăng ký bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh KTV đang khai thác hiện nay và bấm vào logo KTV3 hoặc KTV5 sẽ dẫn tới quý vị tới những cái kênh dự phòng. Sau đó quý vị bấm vào nút đăng ký và xin đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông báo mới nhất của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp cho quý vị có thể theo dõi chương trình của KTV một cách thường xuyên và liên tục. Đồng thời xin kính đề nghị quý vị đăng ký cái trang Facebook Việt Thành KTV đã được phục hoạt động trở lại bằng cách quý vị bấm vào đường link ở dưới mỗi video và quý vị hãy bấm vào nút đăng ký theo dõi. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2024, ngoài các tin tức liên quan tới kinh tế chính trị xã hội Việt Nam, một cái bài phân tích liên quan tới vì sao từ nay tới Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024, chính trường Việt Nam sẽ quyết liệt đấu đá tranh giành quyền lực sẽ diễn ra chưa từng thấy. Có thể nói Hùng Hòa sẽ là những trận chiến đẫm máu. Tại sao lại nói như vậy? Trước tiên chúng ta bắt đầu bằng cái nội dung liên quan tới bản tin thời sự. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, tại Hội nghị Toàn quốc phổ biến một số quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, trong đó có chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu, lựa chọn nhân sự trong chỉ thị 35 và tới đây hướng dẫn sẽ rất đầy đủ, nhưng mà làm gì thì làm, tôi đề nghị yêu cầu cao nhất là chúng ta làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, nhưng mà phải lựa chọn đúng người, trúng người trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện. Cái này rất quan trọng, khắc phục những cái sai, cái yếu vừa qua. Tức là tất cả cơ bản là đúng quy trình, đúng nguyên tắc nhưng chọn không đúng người. Ông Cường nhắc nhở, không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, đặc biệt là không được để lọt vào các cương vị chủ trì, chủ chốt ở cấp ủy các cấp. Thực tế những năm qua, số cán bộ cấp cao trong Bộ Chính trị vướng vòng lao lý không phải là ít, có cả người trong tứ trụ của nhà nước phải từ chức để hạ cánh an toàn. Một nhà quan sát chính trị ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh nói với RFA nhận định của ông. Trúng người tức là Đảng đã bố trí nhân sự, chọn 7, bầu 5, ai rớt cũng được, và những người được quy hoạch vào những chức vụ chủ chốt thì dứt khoát phải được bầu. Đảng quy định không được tự đề cử, tự ứng cử mà phải thông qua tiểu ban nhân sự các cấp. Mấy chục năm trước, đến kỳ đại hội Đảng người ta còn hy vọng một thế hệ trẻ để đưa đất nước phát triển. Nhưng rồi đất nước bây giờ ra sao, những người họ chọn lựa ra sao, nên bây giờ dân chúng không quan tâm nữa. Bây giờ, Đảng cứ chọn đúng, chọn trúng theo ý Đảng, rồi Đảng tiếp tục độc quyền lãnh đạo. Còn đất nước này như thế nào thì Đảng không cần biết. Đảng nên bớt nói lại, làm nhiều hơn để lấy lại lòng tin của dân. Nhưng tôi thấy rất khó khi cứ hy sinh đời bố, củng cố 10 đời con như bây giờ. Từ tứ trụ triều đình cho đến ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật thì hạ cánh an toàn như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng cho thấy một nhà nước vô luật pháp. Tất cả cán bộ đảng viên đều có thể đứng trên pháp luật, đứng trên dân. Một nhà quan sát chính trị ở Sài Gòn yêu cầu ẩn danh nói với RFA. Theo quan sát của tôi, cách chọn nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm qua không có gì thay đổi hết, luôn được thực hiện theo những bước sau. Bước thứ nhất là chọn theo kiểu nhìn mặt bắt hình dong, từ các tỉnh, thành rồi giới thiệu nhân sự và ban chấp hành trung ương đảng. Họ không có căn cứ nào hết mà chỉ chọn những ai họ cho là hiền lành, hòa đồng, dễ mến, kêu gì làm đó trong suốt quá trình làm việc. Tức là rất cảm tính, nhưng rất bí mật. Bước thứ hai, Trung ương Đảng tổ chức những lớp bồi dưỡng cho những cán bộ trong diện quy hoạch vào Ủy viên Trung ương Đảng. Bước thứ ba, sau khi học xong những lớp này, những cán bộ này trở về công tác chỗ cũ, tránh không để xảy ra tai tiếng nào cho đến khi Đại hội Đảng vào tháng 1 năm 2026. Bước thứ tư, có một số nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn đưa về các tỉnh, thành để tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thành đó để hợp thức hóa, chính thức được dự Đại hội Đảng toàn quốc. Bước thứ năm là bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng. Theo nhà quan sát này, cả năm bước trên đều phải xuyên suốt một điều là không ai trong danh sách được chống đảng, nên đảng có sự trường trị. Ông nói tiếp. Đó là sự trường trị trong một quốc gia rệu rã về phẩm giá, làm người Việt Nam trong mắt thế giới. Bởi rất nhiều đảng viên từ thấp cấp đến cao cấp, thậm chí siêu cao cấp bị kỷ luật, bị đi tù không phải vì phản đảng, phản quốc, mà vì tham nhũng, lừa đảo, hối lộ, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, tức là họ phơi bày ra hết quá trình chọn lựa nhân sự hạt giống đó của họ như thế nào. Nói về chuyện chọn đúng người và trúng người thì nó nằm ở bước thứ năm. Tưởng rằng bầu ai cũng được trong danh sách họ đưa ra để chọn, nhưng thực tế phải chọn trúng người mà họ đã có danh sách trước khi bầu. Đại hội Đảng toàn quốc đầu năm 2021 đã bầu ra 200 ủy viên Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, 21 người đã thôi nhiệm vụ, trong đó 11 người bị khởi tố hoặc bị kỷ luật. Trong 21 người đó có 2 chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, một chủ tịch thành phố là Chu Ngọc Anh, 2 phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, một chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ. Ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 12, 13 và khóa 14 sắp tới. Nhưng nhân sự do ông Trọng chọn những kỳ qua có đến 8 ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, hàng loạt ủy viên Trung ương bị kỷ luật, bị tù, khiến cho dư luận đặt câu hỏi về công tác tuyển chọn nhân sự của ông Trọng. Cứ đến kỳ lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng, người dân lại được nghe ông Trọng tuyên bố rằng những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải là những người thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Nhà báo tự do Lê Anh Hùng nêu quan điểm của ông với RFA về công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực sự thì tôi cũng rất là cũng không hiểu rõ về cái cách dung tư của các cái vị quan chức cộng sản này. Dạ. Cái việc chọn lựa nhân sự thì xưa nay thì nó vẫn diễn ra trong một cái hậu trường chính trị mà ở bên ngoài dân chúng hầu như không thể biết được. Chủ yếu là dựa trên cái sự cơ sở, cái sự cân bằng giữa các cái phe nhóm trong đảng, dựa trên cái cơ sở cạnh tranh giữa các phe phái trong ban lãnh đạo đảng thôi, chứ còn cái gọi là đúng hay trúng của họ thì nó chỉ mang tính chất rất là tương đối mà nó chẳng có cái sự định lượng nào cả. Trong vòng hơn một năm, 7 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức rồi, chưa kể hàng loạt cán bộ cao cấp khác cũng dính vào vòng lao lý vì tham nhũng. Yeah. Thì điều đấy cho thấy là cái gọi là đúng hay trúng của họ thì nó mang tính chất rất là tương đối, với dân chúng chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với cái quy trình lựa chọn cán bộ. Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, gần 8.000 đảng viên bị kỷ luật bằng nhiều hình thức cho những sai phạm như suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Liên tục chương trình chúng tôi tới với quý vị một cái thông tin liên quan tới chính trường Việt Nam, đó là câu chuyện đại biểu Quốc hội nổi tiếng trực ngôn người thứ hai, đó là ông Lê Thanh Vân vừa bị khởi tố bắt giam ngày 10 tháng 7 với cái cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 358 của Bộ luật hình sự. Giữa lúc Việt Nam tuyên bố cho hay họ đang mở rộng điều tra một cái vụ án đối với một đại biểu Quốc hội có những phát biểu mạnh bạo Trước đó là ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị bắt vào tháng 11 năm 2023 với cáo buộc tội cưỡng đoạt tài sản. Theo giới quan sát, mục tiêu của Bộ Công an và Chủ tịch nước Tô Lâm đó là răn đe tất cả những cái tiếng nói phản biện, thậm chí tới mức cả đại biểu Quốc hội bây giờ mà nói trái ý với Tô Chủ tịch thì cũng bị khởi tố bắt giam ngay lập tức. Trong khi đó, ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng là hai trong số ít ỏi các đại biểu Quốc hội nổi tiếng có những phát ngôn thẳng thắn, phản biện về những vấn đề tiêu cực trong kinh tế, xã hội và chính trị tại cơ quan lập pháp, đó là Quốc hội Việt Nam, nổi danh làm cái hội đồng nghị gật. Quyết định bắt ông Lê Thanh Vân được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Quốc hội trong chiều cùng ngày đã ban hành một cái nghị quyết đồng ý cho khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lê Thanh Vân theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo giới phân tích, bởi các bước trên phải thực hiện vì luật pháp Việt Nam quy định không được bắt giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hay Ban Thường vụ Quốc hội. Trong trường hợp đối với đại biểu Quốc hội phạm pháp hòa tang mà bị tạm giữ, cơ quan tạm giữ phải báo cáo để Quốc hội hoặc Ban Thường vụ Quốc hội xem xét và ra quyết định. Cùng với các cái quyết định vừa kể, ông Lê Thanh Vân bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội và ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn tỉnh Cà Mau. Ông Lê Thanh Vân, một cái người 60 tuổi có quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, ông là tiến sĩ luật, có nhiều năm làm việc ở Quốc hội Việt Nam trong tư cách đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14 và 15, và ông là ủy viên thường trực của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội các khóa 14, 15, đồng thời là phó chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Nam Nghị viện châu Âu EP. Trước đó, từ tháng 1 năm 2004 tới tháng 9 năm 2008, ông Lê Thanh Vân là chuyên viên chính, rồi chuyên viên cao cấp, phó vụ trưởng vụ công tác đại biểu, văn phòng Quốc hội. Được biết, sau đó ông Lê Thanh Vân lần lượt trải qua các chức vụ phó vụ trưởng phụ trách Trung tâm Thông tin Khoa học, Viện Nghiên cứu Lập pháp, trưởng giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học, Viện Nghiên cứu Lập pháp, rồi phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp. Từ tháng 9 năm 2011 cho tới nay, ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Theo giới phân tích, việc bắt ông Lê Thanh Vân được cho là trong diễn biến mới của một cái quá trình mở rộng vụ án đối với ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2013, bị khởi tố tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, ông Lưu Bình Nhưỡng còn bị điều tra thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Đầu năm 2024, ngày 6 tháng 1, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin với báo chí cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng đã thành khẩn thừa nhận tội và người thân của ông cùng với các luật sư đã 3 lần nộp tiền khắc phục hậu quả, tổng cộng 300.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 7 tỷ đồng Việt Nam. Theo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, ông Nhưỡng khai rằng ông biết có thể sử dụng vai trò của mình là đại biểu Quốc hội để chuyển đơn can thiệp hay thúc đẩy một dự án cho doanh nghiệp, và đổi lại doanh nghiệp đó trả công cho ông 300.000 đô la Mỹ. Và ngày 10 tháng 7, tức ngày hôm qua, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết căn cứ vào các tài liệu điều tra của vụ án, căn cứ vào quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trường Tường, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 của Bộ Luật Hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng phê chuẩn các quyết định nêu trên. Hiện nay, Công an Thái Bình cho biết họ đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu và chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Theo giới quan sát, từ đầu nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2021 cho tới nay, Quốc hội Việt Nam bãi nhiệm 3 đại biểu Quốc hội, cho thôi nhiệm vụ 10 đại biểu Quốc hội, khiến cho số đại biểu Quốc hội khóa 15 hiện nay chỉ ở con số 486 người. Theo luật tổ chức Quốc hội 2014 quy định, không được bắt giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội hay khám xét nơi ở làm việc của họ nếu không có sự đồng ý của Quốc hội, và trong thời gian Quốc hội không họp thì phải có sự đồng ý của Ban Thường vụ Quốc hội, và đề nghị bắt giam giữ, khởi tố hay khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Để quý vị thấy tại sao Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn cái lệnh bắt của Công an Thái Bình, nhưng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải trực tiếp ký lệnh cho phép bắt giữ. Vẫn theo quy định vừa kể, đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan tổ chức nơi đại biểu công tác bãi nhiệm họ cách trước, buộc thôi việc hay sa thải nếu không được sự chuẩn thuận của Ban Thường vụ Quốc hội. Theo luật này, trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can thì Ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Quốc hội trước khi được tiến hành các lệnh theo luật. Tuy nhiên, một cái vấn đề đáng lưu ý đó là đại biểu Quốc hội được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó, hoặc kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên rằng đại biểu đó không có tội và được miễn trách nhiệm hình sự. Trường hợp đại biểu Quốc hội bị kết tội có những bằng chứng bằng bản án quyết định của tòa thì đương nhiên họ mất quyền đại biểu Quốc hội kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực. Ngoài ra, điều 40 luật tổ chức Quốc hội quy định về cái việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội như sau. Thứ nhất, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hay cử tri bãi nhiệm. Hai, trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Ba, trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Và thưa quý vị, do đó chúng ta hiểu lý do tại sao khi kỳ họp lần thứ 7 của Quốc hội 15 vừa kết thúc được ít ngày thì họ tiến hành khởi tố bắt giam đối với ông Lê Thanh Vân. Trở lại với cái vấn đề vụ án của ông Lưu Bình Nhưỡng, như quý vị đã biết, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về cái vai trò đồng phạm của một cái nhóm giang hồ cưỡng đoạt tiền của các cái doanh nghiệp khai thác cát ở Thái Bình. Theo Công an Thái Bình cho biết, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường sinh năm 1986, có hỗn danh là Cường Quát, một cái đối tượng hình sự có 3 tiền án, hiện trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về một cái tội danh cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Theo giới chức Thái Bình cho biết, ông Cường nói việc khai thác cát của các doanh nghiệp đã ảnh hưởng tới việc nuôi trồng thủy sản của ông tại bãi Thiều, để đưa ra các cái đòi hỏi gây sức ép buộc doanh nghiệp phải trả tiền theo cái số lượng cát khai thác đưa hay bán lại với cái giá rẻ với cái thủ đoạn như trên. Trong 2 năm 2020 tới năm 2022, nhóm ông Cường đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước cũng đưa những cái thông tin tương tự, nhưng chỉ dừng lại ở cái việc dẫn lại thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, đó là bên ra lệnh bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng. Ở thời điểm bị bắt, ông Lưu Bình Nhưỡng không còn là đại biểu Quốc hội, mà ông làm đại biểu Quốc hội tới ngày 19 tháng 7 năm 2021, nhưng ông đang giữ chức Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội nên vẫn làm việc cho Quốc hội. Tương tự nhiều Lê Thanh Vân, ông Lưu Bình Nhưỡng khi còn là đại biểu Quốc hội cũng từng có những phát ngôn làm nóng nghị trường. Ví dụ, ông Lưu Bình Nhưỡng nói vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp. Một số nhà quan sát cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt có thể vì tiếng nói của ông trước Quốc hội, chỉ trích ngành công an. Trên báo chí kiến nghị cho ông các vụ án cụ thể, ông làm vừa lòng một ai đó, có lẽ là ông Tô Lâm. Tại cái thời điểm ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt giam, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội nêu ra một số suy đoán khi cho rằng có thể hai khả năng. Có cái khả năng thứ nhất đó là đúng là ông Lưu Bình Nhưỡng có liên quan tới những cái vụ việc như báo chí đưa tin, nhưng có cái khả năng thứ hai là cao hơn. Đó là cáo buộc ông dính tới tham nhũng giang hồ chỉ là cái cớ, và như thế thì thật sự là một sự kiện chống động, vì nó không còn làm cái vụ án hình sự mà đây làm cái vụ án chính trị. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, chưa biết chừng đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng sẽ trở thành một dân oan do Bộ Công an cưỡng bức. Trở lại vấn đề đối với đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, cũng có những cái phát biểu được cho là rất gai góc, làm khó chịu đối với ông Tô Lâm. Tháng 11 năm 2023, ông Lê Thanh Vân từng ngó một cái màn tranh luận gay gắt với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong liên quan tới cái dự án Sài Gòn Đại Ninh. Tại dự án này, bà Trương Thị Mai đã mất chức. Khi đó, ông Lê Thanh Vân đã đặt một cái câu hỏi, việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra có đúng luật hay không? Tại sao với vai trò kép, vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra, lại là người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổng thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? Và xin nhắc lại, tháng 5 năm 2024, siêu dự án Đại Ninh tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, làm cái dự án của bà Trương Mỹ Lan, đã khiến cho nhiều lãnh đạo quan chức rơi vào vòng lao lý, trong đó ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư. Trong khi đó, ông Lê Thanh Vân đã từng có những nhìn nhận khi ám thị người nhà quan miệng gang miệng thép và không ít thư ký giúp việc có những vị trí dưới một người ở trên muôn người liên quan tới cái đại án chuyến bay giải cứu. Theo Lê Thanh Vân, không loại trừ một cái khả năng có một sự đồng thuận tương tác lẫn nhau giữa cán bộ giúp việc và thủ trưởng, hay thủ trưởng giả làm ngơ bật đèn xanh cho cấp dưới làm càn, và việc này bản thân người thủ trưởng mới biết được, và chuyện xác định trách nhiệm pháp lý thì khó có những cái bằng chứng cụ thể. Nguyên tắc là người nào làm người ấy chịu. Đó là trích từ bài phỏng vấn của ông Lê Thanh Vân với báo Dân Trí tháng 10 năm 2023 liên quan tới vụ án chuyến bay giải cứu, khi đề cập tới thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế ông Phạm Trung Kiên nhận hối lộ. Theo giới quan sát, tương tự như Lê Thanh Vân, ông Lưu Bình Nhưỡng còn làm cái đại biểu Quốc hội có những phát biểu được cho là mạnh mẽ, nhiều vấn đề đụng chạm. Do đó, việc bắt ông Lưu Bình Nhưỡng được cho là có màu sắc chính trị. Được biết, khi còn là đại biểu Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng từng lên tiếng vào những vấn đề nhạy cảm của ngành tư pháp, đó là vụ án Đồng Tâm hay vụ tử tù của Hồ Duy Hải, thậm chí không ngần ngại phê bán cả Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao trong các phát biểu tại nghị trường, khiến cho Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó ông Tô Lâm hết sức tức giận. Và thưa quý vị, trong cái giai đoạn mới, đất nước Việt Nam sẽ chuyển sang một cái chế độ công an trị toàn diện, và tất cả những cái ý kiến phản biện hay tiếng nói phản kháng đều bị dập tắt một cách nhanh chóng. Và trường hợp các cái đại biểu Quốc hội vốn dĩ có quyền bất khả xâm phạm mà họ vẫn bắt như chơi. Liên quan tới chính trường Việt Nam, đó là câu chuyện tương lai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao khi tướng quân đội, thượng tướng trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng phản đối Tổng Bí thư. Đó là câu chuyện tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã lên tiếng phản đối Tổng Bí thư một cách gián tiếp. Theo tướng Nghĩa, ông Trọng đã kéo dài thời gian không chịu kỷ luật cán bộ khi có những sai phạm rành rành và phát biểu một cái câu nổi sóng mạng xã hội, đó là trong công tác nhân sự, việc có lên có xuống dần dần phải thành một cái văn hóa. Việc bình thường trong công tác cán bộ ai ai cũng phải nhận thức đó. Tuy nhiên thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung chi tiết liên quan tới sự bất đồng giữa trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nó không liên quan tới cái câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng coi thường ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa là trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Đại hội 13 nhưng không được bố trí vào Bộ Chính trị mà chỉ giữ chức ủy viên Trung ương như những cái trưởng ban ngành bình thường. Và câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng gần đây đã khiến cho mạng xã hội xôn xao và nhiều đồn đoán khác nhau. Cụ thể, sáng ngày 9 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cái người 80 tuổi, đã không xuất hiện trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai quy định số 144. Trước đó, ông Trọng cũng vắng mặt tại Hội nghị Công an Trung ương ngày 8 tháng 7 và tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không xuất hiện. Một cái lần xuất hiện gần đây nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước công chúng đó là trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Putin tới Hà Nội ngày 20 tháng 6, đến nay đã gần 3 tuần. Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong cái lần hiếm hoi đó trong cái thể trạng sức khỏe được cho là rất yếu, mặt phù thủng, và được biết ông Nguyễn Phú Trọng không có khả năng đi lại như một cái người bình thường. Một cái sự kiện quan trọng đó là ngày 8 tháng 7 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương đã tổ chức một cái hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu để đánh giá về công tác 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị này có sự tham dự của nhiều ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm Chủ tịch nước ông Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và cả hai đều là Thường vụ Quân ủy Trung ương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì điều hành hội nghị. Một số ủy viên Bộ Chính trị khác không thuộc Quân ủy Trung ương nhưng cũng được tham dự, đó là các nhân vật chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trưởng Ban Tổ chức Trung ương ông Lê Minh Hưng. Theo giới quan sát, những ủy viên Bộ Chính trị này tham dự vì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 10 có bàn tới một cái chuyên đề giới thiệu nhân sự cho Đại hội 14 mà thôi. Nhưng rõ ràng với cái sự xuất hiện của hàng loạt các cái đại biểu Quốc hội của phe Nghệ An đã cho thấy thế và lực của ông Tô Lâm trong lãnh đạo cấp cao đang suy giảm. Theo giới quan sát, với cái sự tham dự của nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cao như vậy, nhưng một cái nhân vật quan trọng nhất đó là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng lại vắng mặt. Trong cái lá thư gửi hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng cũng viết một cái điều tương tự như đối với Đảng ủy Công an Trung ương. Theo đó, vì điều kiện không thể về dự hội nghị trực tiếp, tôi xin gửi tới hội nghị một cái phát biểu chỉ đạo gợi mở một số nội dung quan trọng để Hội nghị Quân ủy Trung ương tham khảo trong quá trình thảo luận, và báo chí truyền thông nhà nước đưa tin về cái sự kiện vừa kể cũng như sự vắng bóng bất thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ gói gọn bằng những cái câu từ được cho là khá mơ hồ như không có điều kiện thì có thể về dự hay không thể trực tiếp tham dự, chứ không nói những lý do cụ thể vì sao, do sức khỏe hay vấn đề gì. Và điều đó đã dấy lên những cái lo ngại sức khỏe của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt và đầy kịch tính đang diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng 14. Sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo giới phân tích quốc tế còn là một trong những cái vấn đề quan trọng hàng đầu của chính trị Việt Nam hiện nay. Theo giáo sư Alexander Rubin từ Hoa Kỳ đưa ra cái nhận định cho rằng việc bà Trương Thị Mai từ chức đã bó hẹp những cái lựa chọn cho người kế vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, và hiện nay chỉ có 2 người đủ tiêu chuẩn trên giấy tờ và quy định để kế nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo giáo sư Vũ Vinh, việc chỉ có hai người kế nhiệm sẽ nâng cao một cái khả năng ông Nguyễn Phú Trọng giữ ghế và tiếp tục làm cái nhiệm kỳ thứ tư vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không đảm bảo thì cái chuyện kế vị của ông Trọng sẽ được xem là một cái nhiệm vụ trọng tâm của Đảng. Trong khi đó, giáo sư Kho Thanh Diêu từ Australia đã đưa ra những cái nhận định mới đây cho rằng Bộ Chính trị khóa 14 sắp tới sẽ có rất nhiều những cái gương mặt so với thông thường và một cái khả năng cao sẽ có một cái nhân vật Tổng Bí thư hoàn toàn mới mà không ai ngờ tới. Liên quan tới cái vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như quý vị đã biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 và đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 liên tục trong 3 nhiệm kỳ. Đây là một cái điều trái với điều lệ Đảng. Đầu năm 2024 cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã vắng bóng trong 2 tuần liền và bỏ lỡ một cái sự kiện ngoại giao quan trọng. Vào cái thời điểm đó đã có những cái đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng rất yếu, phải nằm thở oxy. Theo Bloomberg ngày 12 tháng 1 đã dẫn lời 2 quan chức giấu tên của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư cho biết ông Trọng đã nhập viện. Tuy nhiên tới ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng bỗng nhiên xuất hiện trở lại trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15. Theo giới quan sát, một số video về cái cuộc họp hôm đó quay cận cảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người ta thấy ông đi lại rất khó khăn, cụ thể khi đứng lên chào các cái đại biểu trong nghị trường Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng phải bố ghi vào bàn, đồng thời được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngồi cạnh, đỡ lên thì mới đứng dậy được. Và sau cuộc họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 vào ngày 13 tháng 3, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vắng mặt nhiều ngày vào tháng 4 và tháng 5, kể cả trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước ông Tô Lâm hay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng không thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện. Trong tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại 2 sự kiện: cuộc họp lãnh đạo chủ chốt vào chiều ngày 12 tháng 6 và đón Tổng thống Nga Putin ngày 20 tháng 6, rồi sau đó tiếp tục vắng mặt. Và sức khỏe của Tổng Bí thư hiện nay trở thành cái tâm điểm của dư luận. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, được cho là gặp một cái sự cố đột quỵ trong chuyến công tác Kiên Giang, quê hương của ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó 10 ngày có những tin đồn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc đó mới lên tiếng cho rằng do cường độ làm việc cao ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng một đôi lần than với các cái bạn bè hay với cử tri rằng ông không được khỏe. Khi tái đắc cử nhiệm kỳ đại hội lần thứ 3 trên cương vị Tổng Bí thư, một cái điều vô tiền khoáng hậu, vào tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng nói trong một cái cuộc họp báo trong lễ bế mạc Đại hội 13 khi cho rằng bây giờ tôi không được khỏe, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi, nhưng đại hội bầu thì tôi phải làm tôi, vì tôi là đảng viên nên tôi phải chấp hành. Quý vị có tin không? Và trước đó tháng 10 năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chia sẻ với các cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ trước kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 14. Ông Trọng cũng nói khi đó, năm nay tôi cũng 75 rồi, tôi cũng là một người bệnh nhân. Vào năm 2018 khi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng thổ lộ: trình độ năng lực sự hiểu biết của tôi có hạn, tuổi tác thì cũng đã lớn. Bác Hồ từng nói khi người ta tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp, điều đó không có cái gì là lạ, trong khi năng lực hạn chế của tôi là rất rõ mà tuổi tác tôi lại lớn rồi. Chuyện Việt Nam không công bố một cái tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, đó là theo Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước. Một cái điều đáng chú ý đó là thông tin về sức khỏe lãnh đạo cấp cao Việt Nam không nằm trong mỗi danh mục bí mật nhà nước riêng biệt mà được xếp chung với các loại vi sinh vật và dược liệu quý hiếm. Theo giới quan sát, nếu đúng như vậy thì lý do sức khỏe mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể tham dự các sự kiện quan trọng gần đây thì cách báo chí đưa tin một cách chung chung không rõ ràng. Có thể là họ buộc phải chấp hành một cái luật bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, trong nền chính trị Việt Nam, dù có luật hay không, thường là cái bộ máy chỉ tiết lộ những cái thông tin sức khỏe của lãnh đạo sau một cái thời gian dài, khi công chúng cơ bản đã biết qua các cái kênh không chính thức. Chẳng hạn, Chủ tịch nước ông Trần Đại Quang qua đời tháng 9 năm 2018, giới chức y tế mới thông báo ông Trần Đại Quang từng sang Nhật Bản để điều trị một thứ bệnh không xác định rõ nguyên nhân, mà người ta biết chắc chắn ông Trần Đại Quang bị đầu độc phóng xạ sau chuyến thăm Trung Quốc năm 2017. Trở lại các vấn đề liên quan tới tương lai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao mà Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng phản đối. Trong cái bối cảnh liên quan tới nhân sự Tổng Bí thư thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng, một người được cho là sẽ rút lui khỏi chính trường sau Hội nghị Trung ương 10 tới đây, mà hai ứng viên hàng đầu đó là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, một cái thông tin mới xuất hiện cho thấy Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường chủ trì một cái hội nghị công tác nhân sự. Theo Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nói, công tác nhân sự phải lựa chọn đúng người. Đó là cái hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 Quyết định Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên trong giai đoạn mới, đồng thời triển khai một cái chỉ thị số 35 công tác của Trung ương về Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng với các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cái ban bộ ngành từ Trung ương tới địa phương, trên 1,28 triệu cán bộ đảng viên tham dự thông qua một cái hệ thống cầu truyền hình trên toàn quốc. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chủ trì hội nghị đã lưu ý việc chuẩn bị công tác nhân sự theo yêu cầu phải đúng quy trình, lựa chọn đúng người, không để lọt các cái cán bộ không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện vào các cấp ủy. Và lập tức trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, một cái nhân vật được mệnh danh là Phó Tổng Bí thư, dường như bắt đầu đóng cái vai trò thay thế cho Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội Đảng 14, tới mức kể cả Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngồi phía dưới cũng phải chăm chú lắng nghe và vỗ tay. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản biện cho rằng việc Thường trực Ban Bí thư đi lên từ chức Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị rồi lên ghế Thường trực Ban Bí thư để sau đó trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam làm cái điều không mới, đã từng có tiền lệ. Cụ thể, tại Đại hội lần thứ 8 Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu, lúc đó là Thượng tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã lên ghế Thường trực Ban Bí thư để tới năm 1997. Ông Lê Khả Phiêu trúng chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ còn lại của khóa 8 từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, khi Tổng Bí thư Đỗ Mười bất ngờ xin nghỉ. Do đó, Đại tướng Lương Cường bây giờ cũng có một cái quan lộ na ná như tướng Lê Khả Phiêu, và cho tới nay tướng Cường là chủ trì tại hội nghị toàn quốc về công tác nhân sự. Phải chăng đó là những dấu hiệu cho thấy Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ trở thành tân Tổng Bí thư của Đại hội Đảng lần thứ 14 chứ không phải là Phạm Minh Chính và Tô Lâm? Bám cái điều trùng hợp đó là lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có một cái Tổng Bí thư nào đi lên từ ngành công an. Cũng liên quan tới cái hội nghị toàn quốc quán triệt công tác cán bộ, theo giới phân tích, các trường hợp cán bộ lâu nay có sai phạm, vi phạm hay năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thay thế kịp thời? tại sao những cái trường hợp bị kỷ luật như vậy không xử lý rốt ráo nghiêm khắc theo quy định của pháp luật mà điều lệ đảng? Tại sao để dây dưa kéo dài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác? Tại sao rất nhiều các trường hợp chờ kỷ luật từ đại hội trước nhưng sau đó vẫn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cơ cấu tiếp vào Ban Chấp hành Trung ương khóa sau đó còn tiếp tục leo lên chức Ủy viên Bộ Chính trị, và để sau đó nửa nhiệm kỳ đại 13 đã có hàng loạt bị cho thôi chức? Và tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã lên tiếng tại cái hội nghị ngày 9 tháng 7 quán triệt quy định về công tác cán bộ khi cho rằng trong công tác nhân sự có lên có xuống, cần dần dần phải thành văn hóa, làm cái việc làm bình thường trong công tác cán bộ. Không chỉ như vậy, trước đó ngày 9 tháng 5 năm 2024 khi Bộ Chính trị ban hành một cái quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của lãnh đạo, tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã nói thẳng để cho lãnh đạo thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên suy thoái là một trong lý do Bộ Chính trị và Tổng Bí thư phải ban hành cái quy định vừa kể. Theo giới quan sát bỏ qua những cái câu chuyện tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, theo thông lệ phải làm viên Bộ Chính trị khi giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đó là những cái điều xảy ra liên tục trong nhiều kỳ đại hội đảng. Vậy tại sao tới đại 13, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn bị Tổng Bí thư bỏ quên và vẫn ở chức danh Ủy viên Trung ương mà thôi? Đi đôi tới khi tình hình nguy cấp, khi bị Tô Lâm làm phản tấn công tới một cái mức lửa đã gần xém đầu của Tổng Bí thư, khi đó ông Nguyễn Phú Trọng mới chợt tình nhận ra cái tầm quan trọng của quân đội. Đó là lý do tại sao tại Hội nghị Trung ương 9 trung tuần tháng 5, ông Nguyễn Phú Trọng đã vội vã tháo khoán 4 chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có một suất cho tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Ủy viên Bộ Chính trị. Có thể nói phát biểu của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm cái người phụ trách công tác tuyên giáo, một cái công tác quan trọng hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam về lĩnh vực tư tưởng, và có thể coi đó là một tiếng nói đại diện cho tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, ủng hộ với chính sách cán bộ của Tổng Bí thư. Cho dù trên nguyên tắc tới giờ phút này, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong lúc chỗ dựa của Tổng Bí thư lâu nay là lực lượng Thanh Bảo Kiếm, lực lượng con đảng con mình đã bị Tô Lâm tạo phạt, và mỗi chỗ dựa cuối cùng của Tổng Bí thư là quân đội. Nhưng với một cái kết cục như vừa kể thì ông Nguyễn Phú Trọng không rút lui sớm nhất thì mới làm cái điều rất lạ. Đó là lý do tại sao người ta khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra đi. Đây là một cái bài phân tích liên quan tới vấn đề vì sao trước Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, đấu đá nội bộ sẽ quyết liệt chưa từng thấy, thậm chí có thể nói là một cái cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đẫm máu. Tại sao lại nói như vậy? Bởi một cái lý do sự mất đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới cái mức một mất một còn, như những cái kẻ không đội trời chung đối xử với nhau, và đấu đá tranh giành với cái đà tiến triển như hiện nay thì không bao giờ có hồi kết. Và thưa quý vị, một cái câu chuyện đầu tiên thể hiện một cái sự quyết liệt, đó là Bộ Công an quyết định khởi tố bắt đại biểu Quốc hội ông Lê Thanh Vân. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý cho Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân. Theo giới thạo tin, ông Lê Thanh Vân làm cái đại biểu Quốc hội thường có những cái phát biểu gay gắt và gai góc tại nghị trường. Ông Lê Thanh Vân gần đây đã phát biểu về các vấn đề phải coi cán bộ không làm gì là vi phạm pháp luật, phải tổng thể thực hiện cải cách thể chế, đề nghị tổng kiểm tra bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ của cán bộ các cấp. Trong khi đó, đề nghị ông Lê Thanh Vân những yếu tố nhạy cảm như vậy, đặc biệt liên quan tới việc quan chức sử dụng bằng giả, người ta chưa kiểm tra bằng của ai thì người ta đã bắt giam ông. khởi tố tước quyền đại biểu Quốc hội. Trở lại một cái câu hỏi vì sao trước Trung ương 10 đấu đá nội bộ rất quyết liệt chưa từng thấy. Và nhiều quý vị đã biết, theo kế hoạch, Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 sẽ khai mạc vào đầu tháng 10 năm 2024 với một cái nội dung trọng tâm nhất của hội nghị lần này là bàn về công tác nhân sự chủ chốt cho lãnh đạo đảng. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Hội nghị Trung ương 10 diễn ra trong cái bối cảnh chính trường Việt Nam xáo trộn chưa từng thấy kể từ đầu năm 2024. Hàng loạt tới 7 nhân sự lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị đã lũ lượt ra đi. Tuy nhiên, đây chưa phải là những cái con số cuối cùng, mà số ủy viên Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ra đi trong thời gian 17 tháng tới đây. Đó là 17 tháng còn lại của nhiệm kỳ Đại hội khóa 13. Danh sách sẽ tiếp tục kéo dài. Một cái vấn đề quan trọng không kém đó là sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 kỳ họp quan trọng gần đây. Đó là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương và mới nhất là Hội nghị Quân ủy Trung ương. Sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là do vấn đề sức khỏe của ông Trọng hiện nay rất xấu. Những cái nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay Tổng Bí thư đang được các bác sĩ Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình mới tăng cường bổ sung sang Hà Nội để chữa trị một cái chứng gọi là suy gan và viêm phổi cho Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, những cái thông tin vừa kể có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chính trường Việt Nam khi Chủ tịch Tô Lâm chưa kiểm soát được hoàn chỉnh chính trường. Điều này là cái lý do tại sao tình hình chính trị Việt Nam từ nay tới Hội nghị Trung ương 10 sẽ quyết liệt chưa từng thấy. Các bên sẽ xuất hết nội công để ra sức bằng mọi giá đánh bại đối thủ của mình. Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay một cái khả năng cao ông Phạm Minh Chính được Trung Quốc ủng hộ và chọn kế nhiệm cho Tổng Bí thư Trọng chứ không chắc là ông Tô Lâm, bởi vì Trung Quốc từng ủng hộ ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Quảng Ninh, và một cái khả năng cao thấp thế nào phải đợi Trung Quốc có mời Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm chính thức Bắc Kinh trong vai trò Chủ tịch nước vào thời gian tới hay không. Vẫn theo các nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay, các cái tướng lĩnh quân đội có xu hướng chung là ủng hộ Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14. Việc tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 8 tháng 7 năm 2024, người chủ trì điều hành hội nghị là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chứ không phải Bộ trưởng Bộ Tô Lâm. Bên cạnh đó, hầu hết các gương mặt thân cận với Tổng Bí thư đó là Lương Cường, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Lê Minh Hưng, Lê Hoài Trung đã cho thấy sự ủng hộ trong nội bộ lãnh đạo cấp cao đối với Chủ tịch Tô Lâm đang suy giảm rõ rệt. Trái ngược những với tin tức tốt lành của ông Phạm Minh Chính thì ông Tô Lâm được cho là trong tình thế tứ bề thọ địch khi phe Nghệ Tính bắt đầu phục hồi thế lực, trong khi Bắc Kinh đang tìm mọi cách gây áp lực đối với ông Tô Lâm cả trên bộ trên biển trước chuyến công du ngoại quốc như đã thấy. Trong khi đó, có những cái tin tức liên quan cho hay Bộ Công an đang chuẩn bị lật lại cái hồ sơ Sipucha của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Trọng bị cáo buộc làm lợi cho nhà đầu tư Indonesia, tránh thuế làm thiệt hại cho ngân sách 3.000 tỷ. Đổi lại, ông Trọng đã nhận những cái món quà bằng tiền mặt và hiện vật với giá trị hàng triệu đô la, và đáp trả về Nghệ Tính tuyên bố sẽ lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG của em trai Phạm Nhật Vượng, bao Tô Lâm trong cái vai trò đồng phạm đã tiếp tay bao che thông qua các cái văn bản mật đã làm cho nhà nước thất thoát gần 7.000 tỷ. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng cái sự mất đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tới cùng một mức, một mất một còn, như những cái kẻ thù không đội trời chung họ đối xử với nhau. Và đó là những trận đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra cách triền miên không có hồi kết. Trong khi đó, có những ý kiến phân tích cho rằng ông Tô Lâm nỗ lực để giữ chức Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch nước và trở thành một Putin mới ở Việt Nam. Theo đó, với rất nhiều những cái chỉ dấu và diệt tham nhũng nhưng hàm ý là loại bỏ các cái địch thủ, ông Tô Lâm được cho là đang một cái thế thượng phong, một cái khả năng cao sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây. Theo nhật báo tài chính Nikkei Asia ngày 8 tháng 7 năm 2024 đã dẫn một cái bài phân tích cùng một số chuyên viên chính trị cho rằng ông Tô Lâm có thể trở thành một tay độc tài sặc máu giống như Putin ở nước Nga. Quyền hành sẽ được thâu tóm về một tay đương sự chứ không phải qua tập thể lãnh đạo của Bộ Chính trị như hiện nay. Theo đó, Tổng Bí thư Đảng ông Nguyễn Phú Trọng tuy làm cái chùm cuối của chế độ, nhưng khi tiếp Putin chỉ ngồi một chỗ chứ không thể đứng theo phép xã giao. Điều đó gián tiếp cho thấy sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều những cái vấn đề. Trong khi đó, theo Nikkei Asia, trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Putin, ông Tô Lâm làm cái người cầm đầu các cái cuộc thảo luận với lãnh tụ độc tài nước Nga khi ông lên ghế chủ tịch nước từ tháng 5. Tiếp theo, một cái chiến dịch đánh tham nhũng dữ dằn với hệ quả thay đổi sâu xa một cái bức tranh chính trị nội bộ của Việt Nam mà hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc hội và một thường trực Ban Bí thư, đó là chưa kể tới hai phó thủ tướng, một bí thư thành ủy bị buộc phải xin thôi chức trong vòng hơn một năm. Theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị ép thôi chức tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thôi chức cuối tháng 4. Trước ông Thưởng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị ép thôi chức vào tháng Giêng năm 2023. Tại các xứ lâu ngày được giới đầu tư ngoại quốc tin tưởng ở một sự ổn định chính trị thật bất thường, khi còn hai nhân vật số 2 trong tứ trụ lại bị đẩy ra ngoài trong thời gian ngắn như thế. Vài tháng trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng, đó là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đàm mất ghế. Vài tuần lễ sau tới Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai xin thôi chức, người được coi là cái nhân vật số 5 trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ sau tứ trụ. Một cái người được coi là trong sạch nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Trương Thị Mai cuối cùng cũng phải nhận cáo buộc lãnh 2 triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan. Theo Nikkei Asia, kể từ khi Việt Nam bắt đầu một cái kế hoạch đổi mới về kinh tế năm 1986, giới đầu tư ngoại quốc và các định chế tài trợ quốc tế theo nhau bơm tiền giúp cho nước này thoát nghèo, qua đó các chương trình viện trợ đầu tư, nhưng cũng từ đó tham nhũng theo nhau luôn sâu leo cao, là điều mà bà Võ Thị Doan, cựu phó chủ tịch nước, từng phải than. Còn quan chức bây giờ nó ăn không trường cái thứ gì của dân. Nikkei Asia dẫn lại cái lời kể của một giám đốc công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam cho biết, khoảng 10 năm trước đây, ông đã từng bị đòi hối lộ 10% trên tổng số doanh thu khi họ xin thành lập những cơ sở sản xuất ở địa phương. Vị giám đốc Nhật này mô tả đó là cái văn hóa tham nhũng, ít làm giàu cho một cá nhân mà là tập quán của các quan chức trung cấp cấu kết với nhau để chia chác các khoản ngoại bồng. Một cái mà ông không tin nó dễ dàng biến mất đối với nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư từ năm 2011 luôn luôn lặp đi lặp lại cái lời thề thốt chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tới năm 2013, khi ông Trọng không tin cậy vào cái đám quan chức chống tham nhũng từ chính phủ, ông lập riêng một cái ủy ban chống tham nhũng trung ương, trong đảng chính ông ta là người cầm đầu. Sau đó Tô Lâm được đôn lên làm Bộ trưởng Bộ Công an và ở chức vụ đó trong suốt thời gian hơn 8 năm trước khi làm chủ tịch nước, và Tô Lâm trở thành một cánh tay đắc lực của ông Trọng trong các chiến dịch đánh tham nhũng gần đây. Theo tác giả, tại Việt Nam, tội phạm tham nhũng không chỉ ăn hối lộ mới là tội. Những cái kẻ có chức có quyền cấp cao ở bên trên bị cột cho tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cũng là cái hình thức tham nhũng khi người ta không bắt được quả tang. Tay anh còn đang trong lọ kẹo Và chính cái định nghĩa mở rộng ấy là tiền đề cho những cái vụ đấu đá nội bộ đảng, đẩy ra ngoài những cái kẻ không cùng phe cánh ăn cắp. Vì vậy chống tham nhũng là một cái tình thế rất phức tạp, nó là thứ võ khí chính trị khi khôn ngoan sử dụng. Các cái phe phái đang thất thế khó có thể chống đỡ, thế đang lên của kẻ này bị trúng đòn thì phải xin thôi chức để về nhà làm người tử tế. Theo nhà nghiên cứu Nhật Bản Futaba Ashizuka có cái tổ chức ngoại thương Nhật Bản đã đưa ra một cái nhận xét qua một cái ẩn dụ. Theo đó bất kỳ một công quan nào cũng có vài bộ xương giấu trong tù. Hàm ý có những cái bí mật cần phải giấu kín. Tuy nhiên một cái câu hỏi đặt ra là tù của ai sẽ bị lục soát, và việc một số lãnh tụ cho bù bị hất cẳng là những cái dấu hiệu của đấu đá quyền lực. Núp dưới bóng chống tham nhũng, những cái nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai là những cái nhân vật mà ông Tô Lâm lựa chọn nó trước, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ đã ngoài 80. Cuối năm 2023, ông Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt trong suốt 3 tuần lễ, rồi người ta đã có những tin đồn rằng ông đã chết. Nhưng bất ngờ lại thấy ông Nguyễn Phú Trọng dự một cái cuộc họp bất thường của Quốc hội vào ngày 15 tháng Giêng. Dù sao trước những dấu hiệu sức khỏe tồi tệ, dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã trao toàn bộ quyền điều khiển chiến dịch chống tham nhũng cho ông Tô Lâm, và ông Tô Lâm đã lạm dụng dẫn đến một loạt các trò bù. Đó là những nhân vật thân cận nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai bị hất cẳng. Ông Nguyễn Phú Trọng sức khỏe xuống dốc như thế khó lòng có thể trụ lại ghế Tổng Bí thư ở kỳ đại hội tới vào đầu năm 2026. Với những cái chỉ dấu hiện nay, Tô Lâm sẽ có nhiều phần sẽ thay thế. Một cái câu hỏi đặt ra nếu Tô Lâm leo lên được chiếc ghế Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, tại Trung Quốc, Tập Cận Bình đã thâu tóm toàn bộ quyền lực vào trong tay một mình ông ta. Đồng thời Putin cũng củng cố được mọi quyền hành để trở thành cái nhà độc tài, không một ai dám thách đố mà không bị bỏ tù hay bị thủ tiêu. Khuynh hướng này đang có vẻ tiến triển tại các nước cộng sản hoặc hậu cộng sản. Vẫn theo cái bài viết trên Nikkei, ông Tô Lâm đang tỏ vẻ nhắm quyền tập trung quyền hành vào tay một mình ông ta. Nếu chuyện này xảy ra, lập tức Tô Lâm sẽ đi ngược lại với truyền thống lãnh đạo tập thể vẫn diễn ra tại Việt Nam trong mấy chục năm qua sau thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, và sử dụng một cái vai trò chống tham nhũng để loại bỏ tất cả các đối thủ. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa từng có Tổng Bí thư Đảng đi lên từ Bộ Công an, nhưng Tô Lâm đã thứ tự xây dựng những cái nền móng cho sự sắp đặt có lớp lang thuận lợi cho mình. Lương Tam Quang một cái tay chân thân tín, Nguyễn Duy Ngọc một cái tay thân tín khác cùng là đồng hương hương yên được bố trí vào các vai trò quan trọng, đó là Bộ trưởng Bộ Công an và Chánh Văn phòng Trung ương. Và việc thăng tiến nhanh chóng ở những cái chức vụ then chốt của Đảng và Nhà nước đối với các nhân vật thân cận của Tô Lâm đã dấy lên những sự lo ngại Việt Nam đang có những dấu hiệu tiến về phía độc tài quá khích, và từ quý vị, người ta đang chờ xem những cái gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, đặc biệt Hội nghị Trung ương 10 và tiến tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Liên tục chương trình vẫn các tin tức liên quan tới chính trường Việt Nam, và thưa quý vị, dồn dập trong những ngày vừa qua, việc thay đổi nhân sự trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra cách cấp tập. Một cái thông tin mới nhất đó là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã nhận quyết định trở thành Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết ngày 20 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành một quyết định số 1311 quyết định nhân sự Trung ương, phân công đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Sơn La thôi giữ các chức vụ để điều động bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. và chiều ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã diễn ra một tổ chức triển khai quyết định vừa kể của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì. Và thưa quý vị, sau việc ông Nguyễn Văn Điền, Phó Ban Nội chính bị khởi tố bắt giam trong một thời gian rất ngắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bố trí một cái nhân sự thay thế, và chắc chắn người thay thế cho ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, làm cái điều chắc chắn. Và thưa quý vị, trong khi đó, cái vấn đề liên quan tới luật cảnh vệ Việt Nam đã được Quốc hội thông qua sửa đổi, trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ an ninh quốc gia. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 28 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một cái luật cảnh vệ sửa đổi, trong đó cho phép người đứng đầu Bộ Công an, tức từng Bộ trưởng Lương Tam Quang, được quyền áp dụng các biện pháp cảnh vệ trong các trường hợp đặc biệt với mục đích bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Đây là một cái nội dung mới được bổ sung vào phần sửa đổi của luật cảnh vệ vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua với một sự tán thành của đa số các đại biểu Quốc hội. Và quý vị còn nhớ trước đó khi thảo luận về dự thảo luật này ngày 24 tháng 5, vào một cái thời điểm căng thẳng trong nội bộ Đảng, truyền thông nhà nước cho biết Trung tướng Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô đã đề xuất cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng được quyền áp dụng một cái biện pháp cảnh vệ như nhau. Đó là phát biểu Trung tướng Nguyễn Quyết Duyệt cho rằng đề nghị soạn thảo bổ sung thêm cụm từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào sau Bộ trưởng Bộ Công an, bởi lực lượng cảnh vệ bao gồm cả công an và quân đội, mà theo tướng Nguyễn Quốc Duyệt, sĩ quan quân đội hiện nay cũng triển khai rất nhiều những cái biện pháp cảnh vệ cần thiết. Những điều vừa kể để cho thấy một sự cạnh tranh quyết liệt giữa công an và quân đội. Tuy nhiên, tới ngày 12 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Quốc phòng An ninh dưới sự chỉ đạo Chủ tịch nước Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác cảnh vệ, cho nên việc bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là cái điều không cần thiết, và đề nghị Quốc hội không bổ sung vào dự luật. Theo những sửa đổi của luật cảnh vệ mới được thông qua ngày 28 tháng 6, theo giới quan sát, Bộ trưởng Bộ Công an được quyết định áp dụng các biện pháp cảnh vệ phù hợp với các trường hợp không thuộc diện được cảnh vệ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như công tác đối ngoại. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, từ tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó là Tô Lâm đã quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với 56 trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ được quy định trong luật để đáp ứng các yêu cầu công tác bảo vệ an ninh trật tự. Theo đề nghị của các bộ ngành cũng như các cái cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, mới nhất chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới giải thích cho rằng việc áp dụng các biện pháp cảnh vệ liên quan tới việc hạn chế quyền con người của hiến pháp, do đó cần phải quy định trong luật và giao cho Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định làm cái điều phù hợp. Và thưa quý vị, trở lại vấn đề thay đổi vị trí lãnh đạo của trưởng Ban Nội chính Trung ương, đó là ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025, quay trở lại giữ chức vụ Phó Ban Nội chính Trung ương. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Đông là cựu Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15. Đây là những cái nước cờ của Chủ tịch nước Tô Lâm để chuẩn bị thay thế cho ông Phan Đình Trạc. Theo giới phân tích về Nghệ Tĩnh làm cái lực lượng hùng hậu và nấp dưới trướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà trước đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực gia cố Ban Bí thư bằng các tướng quân đội, với một hy vọng phe Nghệ Tĩnh, tức Nghệ An và Hà Tĩnh, có cái nơi trú ẩn an toàn hơn. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm tạo phản đợt vừa qua cũng gặp không ít những cái khó khăn. Ban đầu, ông Tô Lâm mạnh như trẻ tre rất thuận lợi vì đánh cục liên tiếp và nhân vật đồ đệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai để mở đường cho ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước như chúng ta đã thấy, đồng thời cũng triệt hạ được các cái đối thủ cạnh tranh cho chiếc ghế tổng bí thư. Tuy nhiên, ý đồ ngồi ghế chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm bị phá sản bởi những cái đòn đánh thắt lưng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khiến cho ông Tô Lâm phải vất vả huy động cả cái bộ máy Bộ Công an làm cái cuộc đảo chính ngầm. Vì một cái cuộc đảo chính ngầm của ông Tô Lâm thành công trong việc đưa ông Lương Tam Quang, một cái nhân vật ủy viên trung ương mới 3 năm chưa đủ điều kiện vào Bộ Chính trị, ngồi trước Bộ trưởng Bộ Công an, được coi là cái thắng lợi của ông Tô Lâm. Tuy nhiên, ông Tô Lâm theo giới phân tích cũng đưa ra những cái nhận định cho rằng đang phải đối mặt với những cái rủi ro khi mà Liên minh Nghệ Tĩnh đang có những cái động thái cầu cứu Trung Quốc và các cái phe cánh trong đảng, trong khi phe Nghệ Tĩnh vẫn có viên Bộ Chính trị, kể cả sau khi ông Trùm Vương Đình Huệ bị đánh gục và cái sự hồi phục số lượng ủy viên Bộ Chính trị của nhóm Nghệ Tĩnh là cái sự đe dọa không nhỏ với thế lực chính trị Hưng Yên của ông Tô Lâm. Trong khi thế lực chính trị của ông Tô Lâm cho tới thời điểm hiện nay chỉ có 1 ghế ủy viên Bộ Chính trị và 5 ghế ủy viên trung ương, phe Hưng Yên của ông Tô Lâm cần phải tăng thêm số lượng ủy viên Bộ Chính trị để có những cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cơ quan quyền lực cao nhất của đảng hiện nay. Đây là một cái điều vô cùng cần thiết, và mục tiêu của ông Tô Lâm đó là Hội nghị Trung ương 10 diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây sẽ đưa Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an, ngồi vào ghế ủy viên Bộ Chính trị đại 13. Và nếu ông Tô Lâm không thực hiện được cái tham vọng như vừa kể thì những cái tháng còn lại của nhiệm kỳ đại 13 sẽ không dễ dàng thông đồng bén giọt đối với ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, ghế Bộ trưởng Bộ Công an là viên Bộ Chính trị rất có lợi thế, và chính Bộ trưởng được ngồi chung mâm với cái nhóm siêu quyền lực đó là Bộ Chính trị sẽ có được cái tiếng nói vào nhóm này, và không loại trừ có thể lên tiếng đe dọa các thành viên khác còn lại trong Bộ Chính trị. Nếu để Lương Tam Quang vẫn là viên trung ương đảng thì Lương Tam Quang rõ ràng chỉ biết chấp hành những cái quyết sách mà Bộ Chính trị đưa ra mà thôi. Do đó, muốn cho phe công an trở nên vô đối thì ông Tô Lâm phải làm suy yếu các đối phương, đồng thời làm cho phe công an trở nên mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp ông Tô Lâm hiện nay, nếu triệt hạ được phe Nghệ Tĩnh thì ông Tô Lâm sẽ đạt được 2 mục đích, vừa làm cho bệ đỡ quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng suy yếu, đồng thời nâng cao sức mạnh của phe công an, đặc biệt phe Hưng Yên. Cùng với cái việc ông Trần Cẩm Tú dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã tước bỏ quyền lực của Nguyễn Văn Nên, Phó Ban Nội chính Trung ương, cũng như Đinh Tiến Dũng trong thời gian vừa qua. Theo giới phân tích rõ ràng, ông Tô Lâm đã điều khiển được ông Trần Cẩm Tú và thành công trong một cái mục tiêu bắn một mũi tên trúng hai đích, đó là vừa điều khiển được Trần Cẩm Tú về Hà Tĩnh, vừa áp sát được Phan Đình Trạc. Theo giới phân tích khẳng định, việc Tô Lâm hạ bệ Nguyễn Văn Nên, Phó Ban Nội chính Trung ương chỉ làm cái bước đầu để bắt cầu cho cái việc hạ bệ Phan Đình Trạc. Mà nếu làm cho Phan Đình Trạc ngã ngựa tại Hội nghị Trung ương 10 tới đây thì điều đó có nghĩa là cửa vào Bộ Chính trị cho Lương Tam Quang quá thanh thản. Đấy là những cái nước cờ của ông Tô Lâm hầu như ai ai cũng nhìn thấy, nhưng với một cái số lượng hùng hậu với 4 ủy viên Bộ Chính trị và gần 20 ủy viên Trung ương đảng, về Nghệ Tĩnh có thể cản đường Tô Lâm hay không, hay vẫn tiếp tục đưa lưng ra chiếu trận. Theo giới phân tích, việc về Nghệ Tĩnh dựa vào ô dù của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đến bây giờ đã gặp họa, khiến cho nhóm Nghệ Tĩnh vô cùng khó khăn. Trước đây, sự che chắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi làm cái bòn kè vững chắc, nhưng giờ đây sự bảo kê của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không khác gì chiếc ô rách. Chiếc ô của ông Trọng sắp hết hạn sử dụng nên cũng chẳng che chắn được gì cho nhóm nghệ tĩnh, và cho tới cái thời điểm hiện nay vẫn chưa có những cái dấu hiệu nào cho thấy phe nghệ tĩnh có thể cản được sức mạnh của Bộ Công an và ông Tô Lâm. Không biết trong thời gian tới đây phe nghệ tĩnh có một chiến thuật gì mới hay không, hay ban lãnh đạo Bắc Kinh có những cái giải pháp thế nào, nhưng tới thời điểm hiện nay rõ ràng phe nghệ tĩnh đang bế tắc. Theo giới phân tích, khó có một lực lượng nào trong Trung ương và Bộ Chính trị có thể cân bằng với quyền lực của ông Tô Lâm vào cái thời điểm hiện nay. Đặc biệt ông Tô Lâm đã bành trướng lực lượng của mình, và như quý vị đã biết, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, theo luật quy định đối với lực lượng dân phòng và bảo vệ an ninh ở địa phương, biên chế Bộ Công an sẽ tăng lên thêm khoảng 300.000 người. Theo đó, Bộ Công an bằng cách sáp nhập các lực lượng tham gia bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng để xây dựng một lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Và luật vừa kể được ông Tô Lâm giao cho Bộ Công an biên soạn và được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2023. Đặc biệt trong những ngày vừa qua, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Công an đã thiết lập một sân bay quân sự ở tỉnh Bắc Ninh để phục vụ cho cái gọi là lực lượng không quân của Công an Nhân dân. Do đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang có những động thái cho thấy củng cố lực lượng vũ trang của Bộ Công an, làm đối trọng với lực lượng của quân đội là điều được cho là rất nguy hiểm. Trong điều kiện giờ đây, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, làm điều tương đối chắc chắn khi mà sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày một yếu đi. Và điều đó khiến cho Bộ Công an đã có thêm một lực lượng có thể điều hành được lên tới 300.000 người. Đó là Tô Lâm đã chắp cánh cho Lương Tam Quang. Đồng thời, Bộ Công an có những lý do để đòi Trung ương Đảng và Bộ Chính trị phải tăng thêm ngân sách cho Bộ Công an, và đó là một khoản tiền béo bở khó có thể kiểm soát, và Bộ Công an có thể kiểm tra được rất nhiều. Ông Tô Lâm chắc chắn sẽ huấn luyện cho lực lượng này trở nên chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, lực lượng an ninh cơ sở lớn là những kẻ tội phạm ẩn nấp, những kẻ thất nghiệp, những kẻ vô công rồi nghề trong xã hội. Thì ông Tô Lâm giao quyền hành cho các thành phần này càng nguy hiểm hơn cho xã hội. Và thưa quý vị, được biết từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các tổ dân phố cũng hình thành những lực lượng an ninh và được hưởng lương. Theo giới phân tích thì lực lượng cơ sở tăng lên thì lực lượng chính quy sẽ có điều kiện dồn sức vào công việc giám sát, điều tra các đồng chí lãnh đạo tham nhũng. Và khi sân chơi cấp cơ sở đã có những người khác lo lắng, thì ông Tô Lâm sẽ tập trung vào sân chơi thượng tầng và đông đúc hơn. Khi đó các quan chức từ địa phương tới trung ương luôn luôn bị tai mắt của ông Tô Lâm theo dõi, và họ sẽ giúp cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng như Chủ tịch nước Tô Lâm nắm thóp được các lãnh đạo ở trung ương. Trong khi đó ở thượng tầng, Chủ tịch nước Tô Lâm đang cho công phá vào các nhóm lợi ích của phe nghệ tĩnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để triệt các mầm loạn về sau. Và chính ông Tô Lâm làm người cầm đầu nhóm hưng nghiền làm phản. Do đó ông Tô Lâm sẽ hiểu hơn ai hết về những mầm loạn sẽ nguy hiểm ra sao nếu ông Tô Lâm không trụ vững và không dọn sạch, nhổ tận gốc chốc tận rễ hệ thống quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cài cắm rất sâu rộng trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Tô Lâm có thể đối mặt với những sự nguy hiểm. Đó là lý do người ta cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây thực hiện một mô hình công an trị để cai trị nhân dân, thì nay dưới thời Chủ tịch nước Tô Lâm tiến tới sẽ tiến hành một bộ máy nhà nước để cai trị đối với cả lãnh đạo đảng. Toàn đảng làm kho tàng tham nhũng khổng lồ. Do đó Bộ Công an cần nhân lực rất nhiều để điều tra lập hồ sơ, để cho ông Tô Lâm có thể sử dụng một kho dữ liệu big data liên quan tới những dấu vết nhúng chạm của các lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, cho nên khi ông Tô Lâm Tổng Bí thư, chắc chắn không có bất kỳ một cái quan chức cấp cao nào thoát khỏi sự giám sát của Bộ Công an, trong khi Bộ Công an càng phình to chưa có cái dấu hiệu dừng lại, Bộ Công an càng đông thì ông Tô Lâm càng mạnh. Và khi ông Tô Lâm lên chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với cái hồ sơ đen đối với tất cả các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, thì ông Tô Lâm có đủ khả năng gia cố thêm quyền lực cho Bộ Công an. Theo đó, mọi chính sách gia cố Bộ Công an của ông Tô Lâm lẽ ra theo nguyên tắc phải được Bộ Chính trị bàn bạc và quyết định. Tuy nhiên, ông Tô Lâm hiện nay với một cái thế mạnh nắm được các vết nhúng chàm của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, đó là lý do ông Tô Lâm đã buộc được Bộ Chính trị phải gật đầu cho Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi không phải là Bộ Chính trị. Thậm chí có những cái tin tức cho rằng ông Tô Lâm đã bắn tiếng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu ông Trọng không ủng hộ sẽ đưa hồ sơ liên quan tới vụ việc Sipucha, một cái vết chạm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây nhận nhiều triệu đô la của nhà đầu tư nước ngoài và gây thiệt hại cho ngân sách 3.000 tỷ. Theo giới phân tích, hầu hết các quan chức trong Đảng hiện nay, họ chỉ lo chén cơm của họ và gia đình. Trước đây khi mà nội bộ lãnh đạo thượng tầng ít phe phái thì các quan chức còn có nơi có thể trú ẩn an toàn. Giờ đây các cái phe phái nổi lên và đấu đá tranh giành quyền lực quyết lực thì bất kỳ một cái lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản Việt Nam không có nơi ẩn nấp an toàn nữa, và nếu có an toàn thì cũng chỉ là sự an toàn tạm thời. Trước đây những người thuộc phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn an toàn, nhưng giờ đây gió đã xoay chiều, những ai trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì phải cẩn thận, ông Tô Lâm sẽ tiêu diệt. Trong khi đó những cái nhân vật ủng hộ cho ông Tô Lâm thì sẽ được nâng đỡ và không bị xử lý. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng Bộ Công an đang củng cố một cái vòi bạch tuộc khổng lồ của họ để kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, không có cái gì là tuyệt đối. Những cái khả năng mà phe nghệ tính với cái sự giúp sức của Trung Quốc có thể lật được thế cờ, làm cái điều có thể xảy ra, dù rằng một cái xác suất rất nhỏ. Chúng ta hãy chờ xem những vấn đề liên quan tới tình hình chính trị Việt Nam và Campuchia. Như quý vị đã biết, trong khi các lãnh đạo quốc gia của Việt Nam chỉ mải mê đấu đá tranh giành quyền lực, trong khi lãnh đạo Campuchia, ông Hun Sen và con trai đã có những quyết định táo bạo và đã khiến Việt Nam trở thành nạn nhân của các cái chính sách của Campuchia. Đây là một trong những lý do mà người ta cho rằng ông Hun Sen đã có các cái quyết định trong chính sách đối ngoại hết sức táo bạo, mà có lẽ Bắc Kinh cũng phải bất ngờ. Trong cái bài bình luận của BBC mới đây với tiêu đề "Chớ có giỡn mặt với Hun Sen", Hun Sen mới đây đã tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của CIA. Theo đó, cựu thủ tướng Hun Sen xác nhận ông ta đã có một cái cuộc gặp gỡ với giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, ông William Burns, vào ngày 2 tháng 6 vừa qua ở Bộ Phnom Penh. Ông Hun Sen đã viết trên trang Facebook cá nhân ngày 12 tháng 6 cho biết các cái cuộc họp quan trọng nhất đối với giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ, ông Jim Lepper, tại Phnom Penh năm 2011 trước đây, hay giám đốc của CIA, ông David Patriot, năm 2012, và mới nhất giám đốc CIA Bill Burns tại thành phố Ta Khmau năm 2024. Ngoài ra, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen còn cho biết các cuộc gặp mặt trực tiếp, ông còn cử các đại diện lãnh đạo Campuchia tới gặp lãnh đạo CIA tại thủ đô Washington DC trong quá khứ. Mà theo ông Hun Sen, hợp tác chính của chúng tôi đó là vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi không chống lại bất kỳ một cái quốc gia nào. Campuchia chúng tôi có những cái hợp tác tình báo với các quốc gia khác. Đây là một cái quy trình bình thường đối với các cái quốc gia có chủ quyền. Trong khi đó, thưa quý vị, các cái lãnh đạo Việt Nam để phục vụ cho cái cuộc tranh giành quyền lực, rất nhiều các lãnh đạo Việt Nam nô nức đua nhau sang Bắc Kinh để cầu cứu hay cầu viện. Ví dụ trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam tháng 9 năm 2023, sau khi ông Joe Biden kết thúc chuyến thăm, người ta thấy ông Tô Lâm đã sang Trung Quốc ngay tức thì trong cái chuyến thăm đầy bí ẩn tới 5 ngày. Rồi mới đây tháng 4 vừa qua, ông Vương Đình Huệ đi Bắc Kinh cầu cứu và chuyến đi của Vương Đình Huệ kéo dài tới 7 ngày. Nhưng ai cũng biết khi trở về nước, Vương Đình Huệ vẫn bị Tô Lâm đánh gãy ghế. Những cái điều vừa kể theo giới phân tích trong cái cuộc đấu khi đã ở một cái tình thế hết đường thoát thì các lãnh đạo Việt Nam sẽ quay sang cầu cứu Bắc Kinh, cũng chẳng ăn thua. Trong quá khứ cũng vậy, Lê Triều Tống sợ nhà Tây Sơn phế truất chạy sang phương Bắc cầu viện và được Trung Quốc đưa 20 vạn quân Thanh sang để cứu giúp, tuy nhiên cũng ở cái tình cảnh tương tự. Một cái câu hỏi đặt ra tại sao Tập Cận Bình không ra tay cứu ông Vương Đình Huệ, mà trước đó nhiều ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng có một mối quan hệ đặc biệt với Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay tuổi đã cao, sức đã yếu, và cái việc thay thế ngựa giữ giọng là cái điều tất nhiên. Tháng 9 năm 2023, sau chuyến đi thăm Trung Quốc trong 5 ngày của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hàng loạt các lãnh đạo cấp cao các bộ ngành, đặc biệt các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng cũng nô nức sang Bắc Kinh. Theo đó, đây là một cái hiện tượng các cái lãnh đạo Việt Nam luôn luôn có một cái tâm thế phải dựa vào Trung Quốc mới có thể tồn tại được. Trở lại vấn đề Campuchia, ông Hun Sen đưa ra các cái tuyên bố công khai ông tiếp xúc với các cái lãnh đạo cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Mới đây, ông William Burns, một cái quan chức có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực ngoại giao, tổng giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA vào năm 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông William Burns là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước đó, trong một cái bài viết trên chuyên trang đã tiếp luôn mát ngày 12 tháng 6, ông David H., một cái nhà nghiên cứu chính trị châu Á, đã đặt một cái câu hỏi: liệu giám đốc CIA William Burns có thực sự đến Campuchia hay không? Trong bài viết, tác giả David H. đã đưa ra các lập luận dựa trên lộ trình làm việc của ông William Burns, bao gồm các cái quốc gia châu Âu vài ngày cuối tháng 5, sau đó đi Qatar vào ngày 4 tháng 6. Theo tác giả David H., không có cái thông tin chính thức nào cho thấy người đứng đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ đến dự hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore trong khoảng thời gian từ 31 đến 2 tháng 6. Từ đó, nhà phân tích David H. cho rằng ông Hun Sen có thể đã cố tình công bố một cái cuộc gặp với lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ để khẳng định Campuchia không bị Bắc Kinh thao túng. Và lập tức ông Hun Sen đã đáp trả gay gắt trước các thông tin vừa kể từ nhà báo David H. với một tuyên bố cho rằng: nếu ai không biết rõ về Hun Sen thì đừng có dẫn mặt với tôi. Vẫn theo ông Hun Sen, những cái gì mà ông David H. viết, ông ta nghĩ tôi đã điều các thông tin sai lệch. Tôi công khai tuyên bố rằng tôi đã làm việc với giới lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ từ năm 1997. Trong cái phần kết của bài viết trên mã số Facebook, ông Hun Sen đã nhắn nhủ đối với nhà báo David H. những cái lời đầy ẩn ý, khi cho rằng đừng có thấy nước trong mà nghĩ không có cá, đừng có nghĩ Hun Sen không mở miệng, thì đừng nghĩ Hun Sen không biết nói gì. Thưa quý vị, một cái lãnh đạo quốc gia, ông Hun Sen, một cái đàn em do Việt Nam dựng lên mà có những cái phát biểu kiên quyết như vậy, chứng tỏ cái trình độ nhận thức cũng như kiến thức của ông Hun Sen đã tăng vọt rất nhiều. Và nếu chúng ta so sánh với các cái lãnh đạo Việt Nam thì đừng ngạc nhiên. Trong khi đó, theo BBC, cho tới nay vẫn chưa có những thông tin chính thức về chuyến thăm của Giám đốc tình báo CIA tới Campuchia. Tuy nhiên, vấn đề căn cứ hải quân Rim làm cái cuộc chạy đua giữa tình báo Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Theo BBC, trước đó Campuchia làm cái điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á sau Singapore của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin trong cái bối cảnh Phnom Penh trở thành một cái đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh. Và chuyến đi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đánh dấu một cái lần đầu tiên một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tới một cái quốc gia chỉ để gặp các nhà lãnh đạo liên quan tới những cái vấn đề quốc phòng, để cho thấy một cái tầm quan trọng của Campuchia trong chiến lược địa chính trị của Hoa Kỳ hết sức quan trọng. Mà theo nhà báo David H. cho rằng có cái khả năng cao lãnh đạo CIA tới Campuchia, đúng như tuyên bố của Hun Sen, thì rất có thể vấn đề quân cảng Rim có thể được thảo luận trong chuyến đi của Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6. Không có những thông tin cụ thể nào về việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bàn thảo gì với giới lãnh đạo Campuchia liên quan tới quân cảng Rim. Tuy nhiên, một cái khả năng cao đó là Trung Quốc có thể đang nắm độc quyền tiếp cận đối với căn cứ hải quân do Trung Quốc đầu tư, và điều đó đã khiến cho các quan chức Hoa Kỳ tỏ ra quan ngại trong những năm vừa qua. Trong khi đó, đầu năm 2023, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Daniel Clinton-Wing đã bày tỏ các quan ngại về hoạt động của quân cảng Rim. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Clinton-Wing cho rằng Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực đang bày tỏ các quan ngại sâu sắc về mục đích, tính chất, phạm vi xây dựng xung quanh căn cứ hải quân Rim, cũng như vai trò của quân đội Trung Quốc trong quá trình này, trong việc sử dụng cơ sở này trong tương lai. Đồng thời, nhà báo David H. cũng nói tới cái cuộc chạy đua giữa cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Theo đó, nhà báo David H. đã dẫn một cái thông tin một nhà báo ở Thái Lan viết trên trang Asia Times ngày 31 tháng 5 về một cái tòa nhà lãnh sự với trị giá 300 triệu đô la Mỹ đang được xây dựng tại tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, có thể với cái mục đích thực hiện việc do thám. Trong bài viết vừa kể đã đánh giá đây không phải là một sự tình cờ khi tỉnh Chiang Mai được chọn làm cái nơi do thám mang tính chiến lược của Hoa Kỳ. Đồng thời, nhà báo này lưu ý các cái tòa nhà ở Đông Bắc Thái Lan, người ta thấy có những cái dàn anten được coi là những cái chuồng vòi, bởi vì hình dạng của chúng giống như cái chuồng để nhốt vòi. Theo đó, những trang thiết bị này họ có thể thu sóng radio từ Lào, miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam, trong khi giám sát những cái chuyển động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Theo giới quan sát, căn cứ Rim cũng được một số nhà quan sát nhận định có thể phục vụ cho cái mục đích dò thám của Trung Quốc đối với Việt Nam, cũng như các cái nước trong khu vực Đông Nam Á, và căn cứ Rim sẽ trở thành một cái điểm đồn nước ngoài thật sự đầu tiên của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam hiện đang quản lý một cái khu vực biển Tây Nam và Vịnh Thái Lan, với trụ sở bộ chỉ huy đóng tại An Thới, Phú Quốc. Theo giới phân tích, Rim cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 30 km. Đó là lý do khả năng Bộ Tư lệnh Vùng 5 của Hải quân cũng có thể bị Trung Quốc dò thám. Theo nhà báo David H. cho rằng thật khó không thể nghĩ rằng Phnom Penh đang đầy rẫy các đặc vụ của Trung Quốc, kể cả công khai lẫn bí mật. Về phần mình, ông Hun Sen đã yêu cầu Hoa Kỳ ông đưa Campuchia vào trong chiến lược cạnh tranh địa chính trị của Mỹ. Đồng thời, Hun Sen khẳng định Campuchia đang thực thi một cái chính sách ngoại giao dựa trên luật pháp. Và điều vừa kể, ông Hun Sen đã tuyên bố với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin ngày 4 tháng 6. Đồng thời, Campuchia liên tục bác bỏ những cái khả năng cho quân đội nước ngoài sẽ đồn trú trên lãnh thổ Campuchia. Theo ông Hun Sen, những cái điều vừa kể đi ngược với hiến pháp của Campuchia không cho phép thực hiện những cái điều vừa kể và thú vị. Những cái điều chúng tôi dẫn là trên để quý vị thấy rằng lãnh đạo Campuchia người ta làm việc ngày đêm để phụng sự cho quốc gia, cho sự phát triển cũng như an ninh, sự an toàn, trong khi các lãnh đạo Việt Nam chỉ mải mê đấu đá. Một cái điều đáng buồn họ lại dựa vào cái kẻ thù của số đông người Việt Nam, đó là nhà cầm quyền Bắc Kinh, trong khi cả ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ đều đến Bắc Kinh để tìm kiếm sự hậu thuẫn, thì tại sao ông Tập Cận Bình có những cái lựa chọn nhiều hơn? Trong tay bàn lãnh đạo Bắc Kinh có cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Một cái vấn đề chung của cả các phe đó là đều xin thần phục Bắc Kinh. Một cái vấn đề đặt ra đó là ông Tập Cận Bình sẽ chọn ai? Theo giới phân tích, có lẽ trong trường hợp này ông Tập Cận Bình chỉ cần yên lặng quan sát, tọa sơn quan hổ đấu để dành thời gian sẽ lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Tập Cận Bình không phải chọn một cái kẻ yếu thế làm tay sai như Vương Đình Huệ. Vì thế trong trận đấu ở thượng tầng chính trị Việt Nam hiện nay, nó có thể tránh khỏi sự can thiệp trực tiếp từ Trung Quốc, mà kẻ mạnh là kẻ chiến thắng sau cùng. Đó là lý do Tập Cận Bình chờ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tự thanh lọc sẽ thọc tay. Hiện nay Tô Lâm làm cái thế lực mạnh mẽ nhất ở trong Đảng, nên một cái khả năng cao Tô Lâm là người được Bắc Kinh lựa chọn. Theo giới quan sát, Tô Đại tướng có đủ khả năng để ép Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư, kể cả Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường trong việc đưa Lương Tam Quang lên ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là một cái điểm cộng rất lớn của Tô Đại tướng đối với Bắc Kinh. Và nếu Bắc Kinh kiểm soát toàn bộ được Tô Lâm thì họ sẽ kiểm soát được toàn bộ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm thành công ép Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phú Trọng chưa thể đảm bảo ông Tô Lâm có thể thực hiện những cái lần tới đây. Theo giới phân tích, tại Hội nghị Trung ương 10 tới đây, một cái khả năng cao Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang có thể được đưa vào Bộ Chính trị. Nếu điều đó xảy ra thì Tô Lâm sẽ thể hiện một cái sức mạnh tuyệt đối trong cái bộ siêu quyền lực như vừa kể. Tương tự như trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn điều khiển Bộ Chính trị. Ông Trọng đã sử dụng ảnh hưởng của bản thân để khiến cho hơn một phần nửa Bộ Chính trị phải đồng thuận và đưa ra các quyết sách theo ý của ông Trọng. Giờ đây, Tô Đại tướng cũng không dùng ảnh hưởng mà dùng những công cụ chế tài, ai chống cự lập tức tiêu diệt. Đề cử mức 15 trên 16 vì Bộ Chính trị phải phục tùng. Đó làm cái điểm cộng rất lớn cho Tập Cận Bình. Trước một cái con bài Tô Lâm, khi Bắc Kinh triển khai các chính sách lớn, họ cần những người có quyền tuyệt đối ở trong Đảng. Như ông Tô Lâm có cái khả năng cưỡng bức cả Bộ Chính trị. Giờ đây bất kỳ một cái kẻ nào lãnh đạo của Việt Nam muốn được Bắc Kinh trọng dụng thì trước hết họ phải thể hiện được một cái sức mạnh trước ông Tô Lâm, phải chặn được bàn tay Tô Lâm để chứng tỏ với Trung Quốc là họ có cái sức mạnh hơn Tô Lâm. Và cho tới nay nó là chưa có bất kỳ một ai đủ sức mạnh để có thể cạnh tranh với ông Tô Lâm. Tuy nhiên cuộc đấu vẫn còn 18 tháng nữa mới đến đại hội 14, tuy nhiên cuộc đấu vẫn còn nhiều những cái vấn đề bất ngờ, có thể không cần đấu trực diện bởi một cái phương thức đó họ hòa được mặt Tô Lâm, nhưng những vấn đề đánh lén đâm sau lưng, kể cả sử dụng chất độc phóng xạ để ám hại Tô Lâm làm cái điều rất khó khả năng. Trong thời gian tới đây, tới đại hội 14, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục củng cố thêm quyền lực và rất có thể một cái khả năng cao thế và lực của ông Tô Lâm còn mạnh hơn nhiều lần thế lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Và đó là ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư do được các bồ lão lúc đó chọn làm thái tử thì mới cầm quyền. Ông Nguyễn Phú Trọng không mạnh. Lúc đó Nguyễn Phú Trọng ở cửa dưới so với cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng, vậy mà chỉ sau cái thời gian ngắn với sự giúp sức của Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng trở nên một cái thân vật quyền lực vô đối trong chính trường, nhưng rõ ràng Tô Lâm chưa lên làm Tổng Bí thư mà có những cái sức mạnh vượt trội so với ông Nguyễn Phú Trọng, thậm chí lấn át được tập thể lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc chắn ông Tô Lâm sẽ được Bắc Kinh trọng dụng và hậu thuẫn, và có thể nói ông Tô Lâm hầu như chưa có cái đối thủ đáng kể, và cái lẽ tất nhiên đó là ông Tô Lâm không ngán Ban Chấp hành Trung ương, không ngán Ban Bí thư cũng như Bộ Chính trị, thì tất nhiên ông Tô Lâm không ngán gì 100 triệu dân người Việt Nam. Đó là cái điều chắc chắn. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của KTV. Kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành KTV3 và KTV5. Sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.